Xin chào anh em, gần 30 năm qua chúng ta đã rất quen thuộc với những chiếc ThinkPad, vốn dĩ là những chiếc laptop được thiết kế dành riêng cho những đối tượng doanh nhân. Và ở cái hình ảnh của những chiếc laptop ThinkPad gắn liền với cái độ bền, gắn liền với cái độ ổn định và cả rất là nhiều những cái điểm tuyệt vời khác bên cạnh cái bàn phím thần thoại của nó nữa. Tuy nhiên, giờ đã là năm 2022 và tất nhiên chúng ta cần phải có một cái sự đổi mới hơn, thích ứng tốt hơn với lại cái phong cách thiết kế trong thời đại mới. Và cái câu trả lời của Lenovo đó chính là Lenovo ThinkPad Z13 mà mình trao tay trong video này. Xin mời anh em. Nếu như trước đây chúng ta định nghĩa những chiếc ThinkPad đẹp theo kiểu bền bỉ với thời gian và làm việc ổn định trong nhiều cái môi trường làm việc khác nhau lẫn cái tính di động, thì cái định nghĩa đẹp trên cái chiếc Lenovo ThinkPad Z13 này nó đến từ vật liệu kim loại, nó đến từ vật liệu da ở mặt sau, mặt lưng của nó, và nó đến từ cả cái cách thiết kế rất là sắc cạnh và vuông vức, rất là phù hợp với phong cách thiết kế tối giản hay là phong cách thiết kế phẳng vốn dĩ được nổi lên từ rất là nhiều năm vừa qua trong thế giới công nghệ. Cụ thể hơn, nếu như những chiếc ThinkPad dòng X trước đây vẫn sử dụng những cái loại vật liệu bằng nhựa cao cấp và dựa vào cách hoàn thiện cũng như là cái chất lượng vật liệu để tạo ra cái niềm tin về độ bền của cái thiết bị, thì trên cái chiếc Z13 này á, có một sự thay đổi rất lớn về cách mà Lenovo họ sử dụng vật liệu. Và cụ thể thì chúng ta sẽ có một cái phần khung viền gần như là bằng kim loại hoàn toàn, và đặc biệt hơn, nó được vác rất là sắc cạnh, rất là phẳng theo kiểu vuông vức như thế này, nhìn rất là hiện đại và rất là ưa nhìn, rất là bắt mắt. Tất nhiên là để xử lý những cái phần cạnh cho nó đỡ sắc thì chúng ta vẫn sẽ có những cái đường diamond cut ở đây xung quanh những phần góc như thế này để giúp cho cái việc mà khi chúng ta sờ vào hay là chúng ta cầm vào á thì nó cũng dễ chịu hơn đối với cái bàn tay nhạy cảm của những người dùng cao cấp. Và chưa dừng lại ở đó thì cái phần mặt lưng anh em có thể thấy rằng là thay vì là một cái bề mặt nhựa nhám giống như trước đây, thì trên chiếc Z13 này chúng ta đã có một sự thay đổi rất lớn khi mà Lenovo họ sử dụng cái loại vật liệu da Vetron như là một cách để vừa giúp cho cái vật liệu này nó thân thiện với môi trường hơn, đồng thời vẫn đảm bảo cái cảm giác khi mà người dùng họ sờ vào, họ sử dụng cái chiếc máy tính này. Bởi vì vốn dĩ cái bàn tay con người chúng ta vẫn rất là thân thuộc và rất là đã với những cái loại vật liệu da, và nó gắn liền với những cái hình ảnh cao cấp ở trên đó. Tuy nhiên thì những cái nét đặc trưng của dòng ThinkPad vốn dĩ làm nên tên tuổi từ xưa giờ vẫn được giữ lại trên cái chiếc Z13 này, và chúng ta vẫn sẽ có một cái dòng chữ ThinkPad được khắc chìm vào trong da, và vẫn sẽ có một cái đèn đỏ ở vị trí đầu của chữ Y huyền thoại. Đồng thời chúng ta sẽ có một cái logo Lenovo đặt ở một góc như thế này. Và khi anh em cầm chiếc máy này lên thì cái cảm giác chắc chắn nó sẽ đến ngay khi mà anh em cầm nó, gần như là không có một cái hiện tượng ọp ẹp, không có một cái hiện tượng lõm vào gì cả. Tất cả mọi thứ như là một cái khối nó được hoàn thiện, cô đặc và chắc chắn lại bên trong. Cảm giác rất là đã, rất là thoải mái luôn. Và nó cho mình cái cảm giác giống như là trước đây mình sử dụng MacBook Air mà mình dán một cái ốp da của khắc tên lên vậy. Cái cảm giác rất là thân thiện và rất là đã. Và rõ ràng một trong những điểm liên quan của chiếc Z13 này so với lại những chiếc laptop ở ngang phân khúc cao cấp như là MacBook Air của Apple hay là Dell XPS 13 của Dell, đó chính là cân nặng của nó. Với cái cân nặng 1,2 kg thì gần như là ba chiếc máy này bằng nhau. Và mặt khác, với cái chất lượng hoàn thiện có thể nói là rất là cao cấp và rất là hiện đại như thế này ấy, thì nó hoàn toàn có thể đứng ngang hàng và so sánh trực tiếp với là những cái chiếc máy còn lại. Sơn một chút xíu về những cái cổng kết nối hay là cái phần khung viền ở hai bên, thì em có thể thấy rằng ở trên cái chiếc Z13 này là một cái chiếc máy tính cao cấp, vì vậy cho nên là chúng ta sẽ có những cổng thiết kế được tối giản và làm đẹp hết mức có thể. Và ở hai cạnh hai bên thì chúng ta sẽ có hai cái cổng USB Type-C hỗ trợ chuẩn USB 4.0, và nó cho cái băng thông truyền tải với cái dung lượng lên rất là cao. Nó cho phép anh em vừa có thể là sạc cho cái chiếc máy này sạc nhanh, đồng thời thì vẫn có thể là kết nối với lại những cái thiết bị màn hình khác thông qua cái cổng USB-C. Và ngoài ra nữa, chúng ta sẽ có một cái lỗ cắm tai nghe 3.5 ở đây, một trong những cái điểm mà gần như là không thể thiếu trên những cái chiếc laptop. Và ngoài ra nữa, chúng ta sẽ có nút tắt mở máy, và nó cho mình cái cảm giác giống như là anh em đang mở một cái chiếc điện thoại hay là anh em đang mở một cái chiếc máy tính bảng lên, thay vì là mở một cái chiếc laptop lên như là thuần túy trước giờ mà chúng ta biết tới nó. Ở mặt bên dưới thì chúng ta vẫn sẽ có những núm cao su để giúp cố định cái chiếc máy này trên bàn, cũng như
là một dải cao su khá là dài và lồi lên ở cái khu vực mặt sau một cách rất là vừa vặn để giúp những chi tiết kim loại ở phần mặt lưng chiếc máy này không bị cà vào trong bàn. Một trong những điểm nhấn về mặt thiết kế của cái chiếc Z13 này đó chính là chúng ta sẽ có cái tai thỏ, và đó chính là một mảnh kim loại được cắt theo kiểu một cái viên thuốc con nhộng kéo dài ra như thế này ở phần mặt trên, và nó như là một cái điểm nhấn để tăng cường cái nhận diện của chiếc máy này. Đồng thời thì nó sẽ giúp chúng ta mở máy ra được bằng một tay một cách dễ dàng như thế này hơn. Và cái điều này nó đến từ cả cái việc là Levo họ phân phối trọng lượng lẫn cái cách mà họ sử dụng cái loại bản lề mới trên cái chiếc Z13 này. Và cụ thể chúng ta sẽ có cái cách thiết kế bản lề khác với lại những cái chiếc ThinBud trước đây. Nếu như những chiếc ThinBud trước đây cái phần bản lề nó được làm lộ ra hẳn ra bên ngoài trông rất là chắc chắn, thì trên cái chiếc Z13 này bản lề được ẩn sâu ở bên phần dưới của thân máy hơn, nhìn nó lịch thiệp hơn. Đồng thời thì toàn bộ cái phần màn hình với cái tỷ lệ là 16:10 này nó được đưa xuống sát với lại cái phần thân ở bên dưới máy. Từ đó thì nhìn cái chiếc máy nó liền lạc và nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Tiếp đến là về phần bàn phím ở bên dưới, thì em có thể thấy rằng là chúng ta sẽ có bàn phím được thiết kế mang đậm phong cách thiết kế của những chiếc ThinBud từ trước tới giờ, với từng phím bấm được làm hơi lõm xuống một chút xíu cho cái cảm giác khá là ôm tay khi anh em gõ. Dù vậy thì Levo họ vẫn tiến hành một vài thay đổi nhỏ cái bàn phím này khi mà họ làm cho từng phím nó hơi rộng ra một chút xíu nữa. Trong thời gian họ cũng cho biết là họ đã cải thiện cái hành trình phím lên tới 1.25mm, và tự chung lại thì nó cho mình cảm giác gõ rất là thân thiện, rất dễ làm quen và cũng rất là thoải mái. Và ở bên trên thì chúng ta sẽ có những cái phím phân xanh được làm nhỏ đi và nó khít lại gần nhau hơn. Theo mình thấy thì cũng khá là hài hòa với lại tổng thể của cái chiếc máy này. Một trong những cái điểm đặc biệt đó chính là chúng ta sẽ có một cảm biến vân tay ở đây để sử dụng tính năng Windows Hello và đăng nhập nhanh vào trong cái chiếc máy này. Ngay sát bên dưới sẽ là phần touchpad, và có thể nói đây là một trong những chiếc touchpad đẹp nhất trong số không chỉ là những cái chiếc laptop của Lenovo mà cả những chiếc laptop trên mặt bằng chung trên thị trường nói riêng. Chúng ta sẽ có một touchpad có kích thước lớn so với lại kích thước tổng thể của một chiếc máy 13 inch như thế này. Đồng thời nó được hoàn thiện, nó phẳng và nó rất là đẹp luôn. Dù vậy thì chúng ta vẫn sẽ có cái đường phân định cái khu vực touchpad và cái khu vực bệ để tay ở hai bên, để tránh cái trường hợp là chúng ta làm phẳng quá và quá liền lạc đến mức mà chúng ta sẽ không biết được đâu là touchpad để mà chúng ta chạm vào, như là nhiều cái chiếc máy khác đã gặp phải cái chuyện đó. Và tất nhiên một trong những cái đặc sản của ThinBud đó chính là núm điều khiển con trỏ chuột, nó vẫn được giữ lại một cách rất là nguyên vẹn trên cái chiếc Z13 này. Một trong những cái điểm cũng đáng chú ý trên chiếc máy này đó chính là chúng ta sẽ có một màn hình rất là đẹp và rất là xứng đáng với lại cái nhu cầu của những người dùng cao cấp vốn dĩ là rất là khắt khe về mặt nhìn và hình ảnh. Bởi vì chúng ta sẽ có một cái màn hình với tỷ lệ là 16:10, một cái tỷ lệ rất là hiện đại, rất là mới, và mình đánh giá cao tỷ lệ màn hình này so với lại cái màn hình 16:9 trước đây, vì nó sẽ cho chúng ta hiển thị được nhiều nội dung hơn trên đó. Việc đọc nó sẽ thoải mái hơn, nó đã hơn. Nó thích hợp với lại đa dạng các nhu cầu khác nhau, từ cái việc là làm việc văn phòng cho đến việc giải trí cơ bản. Chưa dừng lại đó, chúng ta sẽ có thêm một vài thông tin khác trên chiếc màn hình này. Thí dụ như là chúng ta sẽ có cái tấm nền OLED, và chúng ta sẽ có tính năng là cảm ứng đa điểm, và tất nhiên không thể không kể tới cái độ phân giải 280K của cái màn hình này. Và cái mép phía bên trên màn hình thì chúng ta vẫn sẽ có sự tồn tại của cụm webcam ở trên đó. Và tất nhiên là một chiếc máy đến từ Lenovo và đặc biệt là ThinBud nữa, cho nên cái tính bảo mật, tính privacy khi mà sử dụng chiếc máy này vẫn luôn được đề cao. Và bây giờ chúng ta sẽ có tính năng là tắt mở webcam theo dạng phím bấm như thế này, thay vì là một cái nút gạch truyền thống thì nó đã được tinh giản đi để cho nó liền lạc và nó đẹp nhất có thể. Và trên chiếc ThinBud Z13 này không chỉ chúng ta có một thiết kế ngoại hình, chúng ta có cách sử dụng vật liệu hay là cách xử lý cái bản lề, cái màn hình được thay đổi một cách cực kỳ mạnh mẽ trong suốt cái lịch sử của những cái chiếc ThinBud. Mà ngoài ra nữa thì chúng ta còn có một cái điểm mới cũng rất là ấn tượng, coi như là một cái điểm thay đổi rất là lớn trên dòng ThinBud, đó chính là chúng ta có cái nền tảng vi xử lý của AMD. Cụ thể thì chúng ta sẽ có nền tảng xử lý trung tâm, đó chính là con AMD Ryzen Pro R7-6860G dòng U mới nhất. Và đồng thời thì chúng ta sẽ có chip xử lý đồ họa là AMD RDNA phiên bản thứ 2, cũng như là được trang bị những cái công nghệ rất đặc trưng của AMD như là công nghệ AMD Pro. Và chiên lại đó chúng ta sẽ có dung lượng bộ nhớ RAM
với cái tùy chọn lên tới 32GB là BDDR5. Và mặt khác nữa thì chúng ta sẽ có khe cắm SD PCIe 4 với cái khả năng hỗ trợ lên tới 1TB. Và riêng cái cổng SD này thì chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp được sau khi mà chúng ta mở cái nắp mặt lưng của chiếc máy này ra để chúng ta nâng cấp. Rất là đơn giản. Và cuối cùng là cái dung lượng pin của chiếc máy này. Lenovo cho biết là dung lượng pin của cái chiếc ThinkPad Z13 này là 50Wh. Thêm một số thông tin khác thì chúng ta sẽ có những cái kết nối gần như là tiêu chuẩn cao nhất trong thế giới truyền tải tín hiệu không dây, như là Bluetooth 5.2, như là Wi-Fi 6E. Và sẽ còn một vài tính năng và cái công nghệ khác phụ trợ về mặt phần mềm. Và song hành với đó là một số công nghệ khác để giúp bảo vệ mắt và tăng cường cái trải nghiệm giải trí nghe nhìn, như là Dolby Atmos, như là cái độ bao phủ màu DCI-P3 trên tổng thể cái màn hình, cũng như là cái khu vực loa của chiếc máy này. Và tất nhiên sẽ còn rất là nhiều những trải nghiệm mà mình muốn chia sẻ với anh em, đặc biệt là về trải nghiệm sử dụng pin, về cái quá trình sử dụng hàng ngày, thì xin hẹn lại anh em ở một cái video khác. Dù vậy thì với những cái cảm nhận ban đầu, với những cái thay đổi của Lenovo đã làm ra trên cái chiếc Z13 này, từ cái vẻ bề ngoài của nó, từ cách họ thiết kế, từ cách họ hoàn thiện, cách họ chọn sử dụng vật liệu, hay thậm chí là cách mà Lenovo họ sử dụng cái loại vật liệu sợi mía và tre cho cái phần bao bì ở bên ngoài của chiếc máy này, cho tới những cái thay đổi rất mạnh mẽ ở bên trong, như là bàn phím, như là màn hình, và cả sâu bên trong là cái tầng của những cái chiếc vi xử lý ở bên trong nữa, thì rõ ràng Z13 năm nay có thể được xem như là một dòng ThinkPad hoàn toàn mới, một cái dòng ThinkPad cao cấp, hợp thời đại và xứng đáng cạnh tranh với lại rất là nhiều những đối thủ khác trên thị trường. Và đó là những chia sẻ của mình trong những ngày đầu tiên mình được cầm một chiếc Z13 này. Nhiều trải nghiệm hơn thì anh em hãy bấm vào link bên dưới. Còn bây giờ thì mình là Minh Đức trên Tinh Tế.vn và hẹn gặp lại anh em những video khác.